Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997, tháng 8 âm lịch năm 2021. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta đều mong cầu có được cuộc sống may mắn, hạnh phúc, thành công. Nhưng chắc chắn rồi, cuộc sống sẽ luôn đưa ra những thử thách bắt chúng ta phải vượt qua. Không ai thành công mà không trải qua những gian truân, vất vả. Vậy nên, bên cạnh đó vào tháng 8 âm lịch, quý gia chủ có thể nắm rõ được vận trình tử vi của mình thông qua chương trình ngày hôm nay. Để từ đó, mọi người có thể nắm rõ được can hung, nạp vận trong cuộc sống của chính mình. Và cụ thể hơn, khi xem tử vi cho tuổi Đinh Sửu tháng 8 âm lịch, mọi người sẽ biết được vận hạn ra sao, tiền bạc có thuận lợi hay không, sẽ có những lưu ý gì trong cuộc sống. Luận giải tử vi ngày hôm nay được xây dựng và tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên mọi người có thể yên tâm, chắc chắn về tử vi ngày hôm nay. Và qua đó, mọi người có thể biết được chính xác, đầy đủ nhất về những vận hạn của mình và cách hóa giải. Ngay bây giờ, mời mọi người hãy cùng theo dõi tử vi chi tiết can hung nạp vận. Tuy nhiên, trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình, quý gia chủ đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chương trình. Còn bây giờ, mời mọi người hãy tiếp tục theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Đinh Sửu sinh năm 1997, tháng 8 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Đinh Sửu 1997, mệnh giàn hạ thủy, có đặc trưng là rất nỗ lực làm việc, cũng chẳng nề hà gian khó, luôn hướng tới mục tiêu đã định. Họ đặc biệt không thích ồn ào, không thích gây chuyện thị phi. Gặp người yếu đuối, họ sẵn sàng giúp đỡ hết mình, chứ tuyệt nhiên không có ý định hiếp đáp. Người này có tinh thần hiệp nghĩa hiếm có, luôn đứng về lẽ phải. Họ không run sợ trước cường quyền, không khoanh tay bó gối đứng nhìn kẻ xấu, chẳng nhắm mắt làm ngơ khi thấy người nguy nan. Người tuổi Đinh Sửu 1997 có tố chất lãnh đạo, họ cũng có chủ kiến riêng. Họ không dễ gì khâm phục người khác, nhưng nếu gặp được người khiến họ tâm phục khẩu phục thì sẽ chẳng ngại ngần mà tán thưởng. Về mặt tình cảm, người tuổi Đinh Sửu 1997 khá đào hoa. Họ sớm tìm được người lý tưởng, nhanh chóng đi đến hôn nhân. Có điều, người này không nên gây mâu thuẫn với bạn bè hay gây chuyện thị phi. Làm vậy sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân lợi dụng thời cơ hãm hại, đem tới không ít phiền phức. Đinh âm hỏa, ngập đinh âm hỏa nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, mệnh chủ Đinh Sửu cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc, khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Quý vị thân mến, trong tháng này, những gia chủ Đinh Sửu sẽ cần cẩn trọng đường công danh sự nghiệp. Tuổi đời còn trẻ nên tuổi Đinh Sửu có thể cảm thấy hoang mang trước khi bước vào công việc mới. Bản mệnh cần chủ động tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè, chia sẻ để nắm bắt thông tin chính thống, tránh tình trạng bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Tháng này, bản mệnh sẽ có những bước đột phá nhất định, có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh, cải thiện hiệu suất. Tuổi Đinh Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Kinh phong thủy Gia Cát khuyên rằng bản mệnh cần nhớ phải giữ cho mình sự khiêm tốn, chờ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ Đinh Sửu hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho mệnh chủ Đinh Sửu sinh năm 1997 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai về mặt tài lộc và tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại sẽ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Ngoài ra, chuyện học hành hay xin việc có chút tốn kém nên chuẩn bị sẵn khoản tích lũy để đề phòng. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Gia chủ Đinh Sửu nếu không biết cân đo đong đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách, tiền vào túi rồi lại đi ra,
Cô kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi, nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng 8 âm lịch, gia chủ Đinh Sửu tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn. Nhắc nhở tuổi Đinh Sửu cần chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bạn có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Cần chú ý mặc dù ít ốm đau bệnh tật nghiêm trọng nhưng khó tránh bị té ngã, tai nạn trong lúc làm việc hoặc đi lại. Đừng cậy sức trẻ mà thức quá khuya, kiêm nhiệm quá nhiều việc cùng lúc, mệnh chủ đổ bệnh lúc nào cũng không hay. Người tuổi Đinh Sửu còn trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này, bạn nên có chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, tập luyện nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Mệnh chủ Đinh Sửu sinh năm 1997, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Đinh Sửu sinh năm 1997. Thứ tư, về mặt tình cảm và gia đạo. Bước sang tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu, Đinh Sửu vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh và bạn không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên cố dấn thân, song cũng không có nhiều hy vọng. Mệnh chủ Đinh Sửu có thể sẽ tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu những cảm xúc hiện tại của bạn, cũng cố gắng để bạn chia sẻ mà không thành công. Con giáp này có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xấu đi. Bản mệnh là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Người độc thân dễ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ mình đang sắp tìm thấy đường ra. Cần cẩn trọng kẻo bị lừa gạt cả tình lẫn tiền, cũng chẳng hay biết, còn nghĩ mình đang sống trong hạnh phúc. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm sơn hạ hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, pha tí, tuyệt dần. Đối với người tuổi Đinh Sửu, tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 2 tháng 8, tức ngày mùng 8 tháng 9 dương lịch, nạp giáp kỷ mùi, nạp âm thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch 14 tháng 8, tức ngày 20 tháng 9 dương lịch, nạp giáp tân mùi, nạp âm lộ bàng thổ. Ngày âm lịch 26 tháng 8, tức ngày mùng 2 tháng 10 dương lịch, nạp giáp quý mùi, nạp âm dương liễu mộc. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Đinh Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Sửu tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 7 tháng 8, tức ngày 13 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, sát tí, nạp âm, hải trung kim. Ngày âm lịch 19 tháng 8, tức ngày 25 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, bình tí, nạp âm, giản hạ thủy. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ Đinh Sửu phạm thái tuế, người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Đinh Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay
vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Đinh Sửu 1997 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để gặp được nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi còn những khó khăn để thách thức, giúp mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.